Sáng nay, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra một số cửa xã ven biển, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án thu gom, xử lý nước thải ven biển trên địa bàn thành phố. Cùng đi có ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Báo cáo với Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, đơn vị điều hành dự án cho biết, dự án tuyến cống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành được khởi công tháng 1 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm nay. Giá trị khối lượng đã thực hiện đạt 368 tỷ đồng, 99% giá trị hợp đồng. Việc thi công tuyến cống cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn chờ đấu nối vào hệ thống thoát nước cũ. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã cấp phép đấu nối, Ban quản lý dự án đang chỉ đạo nhà thầu thi công vào cuối tuần này. Sau khi đấu nối xong, sẽ đưa nước thải về trạm xử lý nước thải Phú Lộc, chấm dứt tình trạng nước thải đổ ra biển như hiện nay. Dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, khởi công tháng 2 năm 2020, dự kiến hoàn thành tháng 8 năm nay. Giá trị khối lượng đã thực hiện của dự án đạt gần 90%. Sau khi hoàn thành công tác đấu nối, sẽ đưa nước về trạm xử lý nước thải Sơn Trà và tiếp tục thi công hạng mục cuối cùng là cửa xã. Hạng mục cuối cùng này sẽ được thi công trong vòng 2 tháng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay, khắc phục tình trạng nước thải tràn ra biển. Sau khi kiểm tra thực tế tại các dự án thu gom nước thải, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành tập trung khắc phục, không để sự cố tràn nước thải ra biển, nhất là thời điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Vấn đề là bây giờ từ nay đến hè là cái thời điểm cao điểm của thời điểm du lịch, nên là câu chuyện là tôi muốn bàn hai cái nội dung. Một là bây giờ mình phải khắc phục để hạn chế đến mức thấp nhất cái việc mà nó tràn ra, bởi vì đây nó ngay trung tâm của cái khu du lịch bãi biển Sơn Trà, nên là đồng chí phải tham mưu để xử lý khắc phục cái tình trạng này, chứ không thể để như này được. Đấy, tìm cách để khắc phục, xử lý bằng bơm hay bằng cái gì đó. Tất cả cái quá tải này phải xử lý bằng cách là bơm ra để nó hạn chế không cho nó chảy ra ngoài phía biển này. Với dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, Bí thư Thành ủy yêu cầu đến ngày 31 tháng 5 phải hoàn thành toàn bộ tuyến cống đảm bảo đầu vào. Còn việc xử lý đầu ra tại Âu thuyền Thọ Quang, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương phê duyệt triển khai thi công. Tôi yêu cầu là phải hoàn thành và theo cam kết là 31 tháng 5 phải hoàn thành toàn bộ cái tuyến để đảm bảo đầu vào. Cái thứ ba nữa là cái việc mà xử lý cái đường để đầu ra, tôi đề nghị Ban cán sự Đảng chỉ đạo, nhất là Sở Xây dựng và các cái sở có liên quan khẩn trương phê duyệt cái này để triển khai thi công. Chứ bây giờ mình làm xong cái phần đầu vào mà đầu ra nó không có thì còn cái giá trị gì nữa về cái công trình này, mà để mà khắc phục lại các cái sự cố về tràn ra biển. Và một cái điểm nữa tôi lưu ý là phải kiểm tra lại cái hệ thống cái công suất bơm. Hệ thống hạ tầng của mình rất tốt rồi, nhưng cái bơm của mình mà thu về đấy, bởi vì mình thu về chỉ có một đường thôi. Đấy, mà cái khẩu độ nó rất dài và đường tôi thấy nó khá là vòng vèo, gấp khúc. Mà mình không có cái hệ thống bơm cho nó tốt thì khi có những tình huống mà nhất là cái đường ống này nó lại là cả cái đường ống nước mưa nữa. Nên là ở những thời điểm cao điểm đấy, cái bơm mà không đảm bảo công suất là nó sẽ không khắc phục được cái tình trạng và vẫn xảy ra cái tình trạng mà tràn cái nước mưa ra biển. Nên là tôi đề nghị là phải kiểm tra lại, đánh giá để đảm bảo cái yêu cầu về mặt kỹ thuật. Chia sẻ thêm với báo chí, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, các sự cố tràn nước thải ra biển vừa qua, thành phố đã có giải pháp và đang gấp rút hoàn thành hai công trình quan trọng là tuyến cống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành và dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà. Trong thời điểm giao thời này, sự cố cũng có yếu tố khách quan. Hy vọng hai công trình sớm đưa vào vận hành để khắc phục triệt để tình trạng nước thải tràn ra biển.